chào các bạn. Như các bạn thấy á, tiêu đề của những bài báo trong thời gian qua toàn nói về sự ô nhiễm tăng lên đột biến của hai đô thị lớn nhất Việt Nam, đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể sử dụng cái app Air Visual mà trên các điện thoại của mình đều có. Bạn search và cài đặt vào điện thoại của mình thì nó sẽ thể hiện ra rõ cái mức độ ô nhiễm của thành phố nơi ta đang sống hoặc là các thành phố lớn trên thế giới. Đây là mình quay lại cái màn hình điện thoại, cách sử dụng cái app Air Visual này để các bạn xem qua. Đây, thành phố Hà Nội đang rất lộ nhiễm, kế đến là thành phố Hồ Chí Minh. Ta sang cái mục coi mức độ ô nhiễm các thành phố lớn trên toàn thế giới thì Hà Nội luôn luôn thường xuyên đứng đầu về mức độ ô nhiễm. Màu đỏ là màu nghiêm trọng, còn thỉnh thoảng Hà Nội còn xuất hiện màu tím là màu vô cùng ô nhiễm. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai phương pháp, hai cách để mà sống chung với tình trạng ô nhiễm này. Đó là hãy sử dụng khẩu trang tốt, và thứ hai là máy lọc không khí. Các bạn nên đặt máy lọc không khí ở nhà để mà thanh lọc không khí. Và đây là chiếc khẩu trang 3M, nhãn hiệu 3M9041V. Khẩu trang này là sản xuất từ Trung Quốc nha, nhưng mà cái gì Trung Quốc mình cũng ghét hết á, nhưng mà riêng khẩu trang này thì mình tin nó là hàng tốt hơn. Bởi vì nhìn trên cái app Air Visual thì Trung Quốc lúc nào cũng đứng đầu về chỉ số ô nhiễm, cho nên hàng khẩu trang nó sản xuất phục vụ cho dân của nó, cho nên phải tốt hơn. Khẩu trang bình thường mình đeo lúc nào cũng phải chừa cái mũi, phải gì thở không được. Nay có cái khẩu trang này là đúng là giải quyết được cái vấn nạn của mình là đeo khẩu trang mà không thở được. Cục này thở rất là đã, đeo như là không đeo vậy đó, thở như là bình thường chứ phải thở như là không thở nha.
xem. Tiếng Nhật không à? Máy này đời là ACK55L VK Made in China. Máy này xài điện 100V 50-60Hz, công suất là 64W. Thành phố Hồ Chí Minh ô nhiễm quá, chịu không nổi, bệnh luôn. Cho nên mới đi tìm máy lọc không khí. Thì có anh bạn cùng công ty cũ, anh cũng bán đồ nội địa Nhật, anh mới giới thiệu cho, anh lấy cho con máy này. Giá rất là mềm, 2 triệu mấy à. Đây, bạn điều khiển đây. Không hiểu cái nút gì hết, nhưng mà cái nút này là mình biết nè, cái nút này. Nút này đọc là Maria Ozawa nha, đúng. Maria Ozawa. Anh chị nào mà cảm thấy mà khô khan hay là gì đó, bật cái nút này lên á là nó sẽ ướt át trở lại. Dịch ra tiếng Việt là nút bù ẩm. Bật nút nó lên là ẩm ướt cả ngày. Chắc mấy anh thích ấn nút này. Chiếc máy này là máy nội địa Nhật. Nhật thì nó tất cả hàng của nó như xài điện 110 hết. Cho nên lúc bán thì có nhờ anh bạn anh mua kèm cho cái cục sạc, cái cục biến áp. Cục biến áp này rất là rẻ, anh như anh mua đâu chừng 100 mấy à. Cái máy này chỉ xài cho những một số thiết bị công suất thấp thôi. Như cái máy lọc không khí trứng này là xài vô tư. Nhỏ gọn. Nhỏ xíu à. Chứ không như mấy cái máy biến áp khác. Biến áp khác vừa to mà vừa mắc. Đo thử. 120 vuông. 120 vuông để đâu cũng được. Coi như trọn bộ này là cũng 2 triệu mấy à, quá rẻ so với những chức năng của nó mà mình đạt được. Đây, giới thiệu sơ với các bạn về cái cấu tạo của chiếc máy này. Đây, tháo ra để ta vệ sinh. Trường hợp mà xài một thời gian chừng vài tháng cảm thấy mà nó dơ thì chúng ta phải vệ sinh nó trước khi ta tháo nắp này ra. Có hai nút ở đây ấn vào và đẩy nó lên, đẩy nó ra bỏ qua một bên. Đây, đây cái này là cái màng lọc. Các bạn cầm cái này và lấy kéo nhẹ ra cho hai cái bốn cái chấu này nó bung ra. Rồi, đấy, bỏ vào một bên. Trên cái màng này, cái này như là cái hộp giấy vậy đó, giống như cái màng lọc không khí của xe những chiếc mô tô vậy đó. Đó, nó bằng giấy nha, mà trên này có ghi nè, do not wash, có nghĩa là không được rửa bằng nước, chỉ được dùng cọ hoặc là bóp đánh nhẹ cho nó bay bụi đi. Để qua bên. Và cái màng đen đen trong này là cái màng than hoạt tính, nó cũng một lớp rất là quan trọng trong cái việc lọc không khí, làm cho không khí trong sạch hơn. Các bạn cũng tuyệt đối không được rửa luôn. Các bạn phải lấy ra, có nó có 4 cái nút mình để bạn ghim vô. Lấy ra, lấy nhẹ nhàng. Kéo ra nhẹ nhàng. Và cái nhà ngoài dục cũng dùng bóp chà bụi sơ, không có được rửa. Rồi phía trong này coi như mình không quan tâm, mình về vệ sinh phía ngoài này đủ rồi. Ta chẳng vô lại. Ghim lại vào. Nhớ là bốn cái chấu này phải kíp vào nha, để cho cái tấm này nó đứng yên, xong rồi gắn tiếp. Thứ hai, gắn vào bằng cái đưa cái này dưới này vào trước này, chẳng có nó có cái gờ đây nè, và đẩy nhẹ vào, rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi, không có gì đâu. Cái này cũng vậy, gắn hai chấu một bên trước, rồi cái này gắn gắn được như vậy. Ok, tiếp tục. Cái này thì bạn gắn phía trên trước, gắn cho nó vô cái khớp nhẹ nhàng cái thôi. Rồi vô rồi, phải nghe cái cặp. Rồi cái cặp một cái là ok, cái cặp là ok, còn không nghe cái cặp là chưa ok. Rồi đó là về vệ sinh phía trước, còn cái
cái quan trọng là cái nút bù ẩm cái nút Maria Ozawa này á, là nó lấy nước từ đây, ấn cái nút này push, có tiếng push nào ấn nhẹ vào lấy ra. Đấy, rồi đây là cái can nước, nút đây, khi nào hết nước thì mở nút này ra đổ vô. Đây là mình mới xài, mình mới đổ đầy cho nên nó có cái chốt đây nè, chốt này ấn vô là nó ra nước, nó rồi thả vô lại cũng nhẹ nhàng, thả vô là nó tự động nó khớp với nhau mà không có gì khó khăn hết. Rồi xong, giờ mình xài thử nha, ấn nút khởi động. Rồi những cái đèn báo này là báo tín hiệu của cái màu đỏ này là cái mức độ không khí, mình vừa mới bật lên nó chưa có lọc không khí cho nên nó còn chưa có trong sạch nên nó báo đỏ. Còn lúc này là lúc mùi, lúc mùi khi có mùi lạ hay là mùi thuốc lá hoặc là mùi cá hay mùi bất cứ mùi gì lạ là nó đều báo đỏ. Hiện giờ không gian ở đây rất là bình thường nhưng không có mùi hết, nó báo màu xanh. Cái hàng lúc này á thì bạn cứ dùng cái app mà Dictionary của Google, cái app từ điển của Google dịch, các bạn trên smartphone đều có, các bạn soi vô là tự động nó dịch ra. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các bảng điều khiển này của chiếc máy lọc không khí Daikin Streamer. Ngoài cái nút mà Mari Aozawa đây, mình nói lúc đầu đây, thì những cái nút còn lại bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ tìm hiểu từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Thì mình cũng search Google và dùng cái app từ điển của Google mình dịch ra thôi, và mình tìm hiểu và qua một thời gian sử dụng thì mình sẽ giới thiệu với bạn sơ về những cái nút chức năng này. Đây, cái nút lớn đầu tiên đây. Cái nút lớn đầu tiên này gọi là cái nút. Từ trên đi, từ trên. Cái nút này là cái nút dịch ra tiếng Việt nó là cấp nước, có nghĩa là khi mà cái bình nước bên hông đây, bình nước bên hông đây nó đầy đủ thì nó sẽ không báo, nhưng mà khi nó báo đỏ thì nó báo đỏ, có nghĩa là thiếu nước. Các bạn phải châm nước vào cái bình bên hông này để cho nó hoạt động cái chức năng điều hòa độ ẩm. Cái thứ hai là cái đèn báo, dịch ra tiếng Việt nó ghi là vệ sinh thiết bị. Khi mà cái đèn này báo nghĩa là cái thiết bị bên trong này nó đã dơ rồi, các bạn phải đi vệ sinh, các bạn phải tháo ra bằng vệ sinh thủ công. Rồi tới cái dòng thứ ba này á, là dịch ra là nó là khóa trẻ em, và nó ghi hướng dẫn đây là ấn 2 giây, ấn giữ 2 giây thì các phím chức năng này sẽ không có tác dụng khi bạn ấn vào, để có trường hợp trẻ em có thể ấn và nghịch phá. Mình làm thử nhé. Rồi, ấn không được nè, ấn gì cũng không báo hiệu gì hết, bởi vì nó đang khóa rồi. Mở lại thì ấn 2 giây lại. Rồi, bình thường. Rất là chu đáo, người Nhật đúng là người ta suy nghĩ rất là tỉ mỉ. Tới cái cột thứ hai. À, còn cái nút này, cái nút riêng cái nút bự này nó có nghĩa là ba cái chữ này là sáng, tối và tắt luôn. Nghĩa là khi mình sử dụng ban đêm mình nên tắt mấy cái đèn báo này đi. Mình tắt mấy cái đèn báo này đi để cho nó khỏi bị chói sáng. Ấn thử. Ấn một cái là tắt luôn. Ấn một cái là sáng, ấn nhẹ cái là nó mờ đi. Ấn thêm cái nữa là tắt luôn. Ấn lại. Mình là thông minh. Mình nhập đúng là quá thông minh. Tới cột thứ hai. Rồi là cái cột này là liên quan tới cái nút này đây, nút Ozawa đây. Cái hàng đầu tiên nó là cái cột này là cái chế độ bù ẩm của không khí xung quanh, mà bù ẩm của không khí xung quanh để chúng ta điều khiển. Cái cột đầu tiên, hàng đầu tiên
cái dịch ra là cổ họng thì mình nghĩ nó là cái mức độ độ ẩm, bù ẩm nhẹ. Cái hàng thứ hai này là nghĩa là liên tục, nghĩa là nó bù ẩm liên tục, điều bù ẩm mạnh không dừng. Nghĩa là cái hàng đầu tiên là cái hàng bù ẩm nhẹ, hàng giữa là hàng bù ẩm mạnh, đến hàng cuối cùng là bù ẩm tự động. Mình khuyên các bạn nên xài cái tự động đi, để nó tự động nó cân bằng cái độ ẩm của môi trường xung quanh. Bởi vì chiếc máy này rất thông minh, hãy để nó làm một cách tự động đi, đừng có gò ép nó làm gì. Dầu ép mở cho ai nữa ép độ ẩm ha. Cái cột thứ ba là cái cột này gọi là cột gió, điều khiển chế độ quạt gió. Cái này nó có 5 nút điều khiển. Cái nút trên cùng là turbo, có nghĩa là cái chế độ quạt mạnh. Đây, các bạn là cột gió thổi. Gió rất là mạnh. Tới cái hàng thứ hai. Hàng thứ hai là gió nhẹ hơn, mức độ gió nhẹ hơn. Hàng thứ ba này tôi là chế độ nhẹ nhất. Khi mà đi ngủ ban đêm chẳng hạn thì đặt chế độ này cho nó chạy nhẹ nhàng hơn, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Còn cái nút này cái chữ cái test giống này nó là tự động luôn. Bình thường ban ngày thì mình cứ để hai cái nút này chế độ tự động hết là nó hoạt động tốt rồi. Còn tới cái nút này là phấn hoa. Trường hợp này chắc là không khí nó đặc biệt thì mới xài tới. Đây là cái nút điều khiển. Còn cái nút này thì các bạn biết rồi, mình nhắc hoài sáng giờ rồi. Nút giải quyết sự khô khan. Nói cho chính xác nó là nút bù ẩm đi. Chứ nói lung tung là mấy anh lại nghĩ lung tung nữa. Thì nói ông này ông review mà ông nói chuyện đặc đề nữa. Và nút này thì khỏi phải nói, nút này lúc là khởi động rồi, ngay từ đầu mình đã giới thiệu rồi. Rồi, như vậy là sơ lược về các cái bảng điều khiển. Nói chung cũng tìm hiểu sơ sơ thôi, cũng không quan trọng lắm đâu. Cứ bật lên là coi như máy nó hoạt động rồi. Mọi thứ nó chạy rồi mình khỏi phải quan tâm gì nữa hết đó. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái cảm biến mùi là cái nút này. Khi mà có mùi lạ, ví dụ như thuốc lá gì đó, nó sẽ báo đỏ. Và nó sẽ tăng tốc cái hệ thống lọc không khí của nó ở chế độ là mạnh để cho nó thanh lọc không khí nhanh nhất. Đây, mình sẽ mồi đi thuốc, mình hút, mình phải vô thử coi. Mặc dù mình rất là mình cũng có thuốc một ít nhưng mà mình rất ghét thuốc. Và mình đang kêu gọi sẵn đây mình kêu gọi mọi người là nên bỏ thuốc lá. Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe của chính mình và sức khỏe của người xung quanh. Cho nên hãy nói không với thuốc lá. Đó là mình nói mọi người nha. Còn mình thì mình vẫn thấy thuốc lá nó có nhiều cái tốt mà mình cũng đang hút, nhưng mà nói vậy chứ mình cũng đang cố gắng bỏ dần dần nha. Nhưng mà cái này là mình test thôi chứ mình không phải là muốn kêu gọi mọi người hãy hút thuốc lá. Ok, đây, bật đây. Đấy, vừa mới hít thứ hai. Mới hít được hơi thứ hai là nó báo đỏ rồi. Cái máy này gì đâu mà nó thông minh quá vậy. Rồi, mình không hút nữa. Để coi thử bao lâu nó sẽ lọc được không khí của khu vực này. Giờ nãy giờ chắc cũng khoảng 15 phút rồi thì cái đèn bắt đầu nó chuyển qua màu cam. Lúc nãy là màu đỏ, giờ chuyển qua màu cam, không biết bao lâu nữa đây sẽ chuyển qua màu xanh. Mình cứ theo dõi thử coi khoảng bao lâu. Từ màu đỏ chuyển qua màu cam là 15 phút, bây giờ từ màu cam mà chuyển qua màu xanh thì bao lâu, mọi người ráng chờ tiếp nhé. Thôi, sau khi màu cam thì 5 phút sau nó chuyển qua màu xanh rồi, không khí lại trở về với sự trong sạch và mọi thứ đã trở nên tốt đẹp. Từ ngày có em về nhà mình toàn tiếng chơi thề. Không lộn, cái câu này là của mấy ông hay hát cho vợ nghe, còn mình hát là từ ngày có em về không khí nhà mình đã trở nên trong sạch hơn. Và mình khuyên mọi người cũng nên sắm một cái, trước mắt là bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình mình, và hãy có những cái biện pháp sống chung với cái không gian ô nhiễm, bởi vì chúng ta không thể nào ta chuyển nhà đi qua Phú Mỹ Hưng hay là đi qua Thảo Điền, hay là chẳng lẽ về quê sống cho không khí nó trong lành. Người ta cũng vẫn phải sống thôi, vẫn hàng ngày vẫn phải làm việc thôi.
cho nên hãy có biện pháp, phải tìm ra cách để mà sống chung với cái thực trạng này. Và mọi người cũng nên sắm một cái, vì nó rất là rẻ, hàng mua hàng nội địa Nhật thôi, 2 triệu mấy à. Mua máy mới chị, máy mới tới mấy chục triệu lận. Ai có tiền thì cứ sắm thôi. Rồi, ok, mình mục đích của mình cũng là giới thiệu một chiếc máy rất là thông minh và nó rất là hữu ích cho cuộc sống của những người ở, và rất hữu ích cho những người sống ở thành thị, ở những nơi ô nhiễm như Hà Nội hay là Sài Gòn. Ai mà cảm thấy nó hữu ích thì cứ ai mà cứ nghi có cảm thấy mà mình đang rơi vào tình trạng cảm thấy mà cái chỗ mình ở nó ngột ngạt hay là nó ô nhiễm thì cứ mua về xài thử thôi, mình thử thôi, biết đâu bạn sẽ thích, cứ thử đi, bạn sẽ thích ngay mà. Ok, cảm ơn bạn, cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại. Nếu mình có thời gian mình sẽ review tiếp mọi thứ mà mình thấy có ích cho cuộc sống này.